Xin chào mọi người ha Khuya hôm nay mình soạn cho mọi người một cái con laptop 2 in 1 Toshiba Dynabook VC72 là cái dòng rất là chất lượng của cái dòng Dynabook Mình cảm thấy là trong mọi cái dòng mà cảm ứng 2 in 1 Cái dòng này hay là ngay cả những cái dòng mà không cảm ứng Không phải 2 in 1 thì cái con này là cái con mà đáng đồng tiền nhất Chất lượng nhất mà giá lại rẻ nhất luôn á mọi người Như thế nào mọi người tìm hiểu cùng mình Nó là siêu mỏng cái màu xanh đặc trưng của Dynabook và hôm cũng nhiều khách hỏi mình là có cái con nào đẹp không thì hôm nay mình sẽ ở hôm nay mình soạn một cái con máy mình cảm thấy là đẹp rất là đẹp ở trong bài để mà mình, mình view cho mọi người xem nha mà giá thì rẻ thôi mọi người giá dưới 5 triệu à, gặp cảm ứng như thế này ha rất là chất lượng màu sắc là full HD đẹp và đây là cái con mình đã tuyển lựa là màn hình nó đẹp nha mọi người không có phản quang màn hình đẹp nè cảm ứng là siêu mượt mà luôn rồi lại thêm rất là nhiều chức năng từ từ mọi người tìm hiểu cùng mình ha giá chỉ có 4 triệu chín thôi mọi người mà là gen 8 nha gen 8 i5 gen 8 cái cấu hình nó y hệt những cái dòng mà uh, của HP hay là của Dell mà dòng Gen 8 những cái tablet đó mọi người thì nó cũng như vậy luôn. Mình cần một cái con laptop vừa là máy tính bảng, pin châu. Ở đôi lúc mình muốn làm tablet, mình làm mình làm máy laptop thì mình làm mà nhẹ gọn thì cái con này là quá ok. Nó là VC72M ha, i5 Gen 8. À, mọi người lưu ý là Gen 8 nha, RAM 8 và SD 256 g Cái SD này sau này mọi người muốn nâng cấp sao thì nâng cấp đều là dễ dàng hết và mình chết series máy ha mọi người thấy nè ví dụ như trên cái dòng mà tablet khi mà gặp lại làm cảm ứng thì mình zoom thoải mái bằng hai tay rất là thoải mái luôn đây cái, con này đó là được sản xuất cuối 2019 đó mọi người và đúng là cái model là i5 gen 8 đây nè là được uh, lúc mà xuất xưởng rất là cao có nhiều khách hỏi mình là kêu là đừng có nói tới cái chuyện xuất xưởng tại vì nó cao hay không mà có nhiều con là, là lúc đó hồi xưa nó đắt mà bây giờ nó rẻ thì đúng cái loại cái này cũng nằm trong cái top là hồi xưa nó đắt bây giờ nó rẻ nhưng không phải hồi xưa nó chỉ là cuối 2019 đầu 2020 thôi nó khác với những những cái năm mình những năm 2000 rồi nha mọi người những năm 2000 đó thì bây giờ là như mọi người nói những là đồ cổ rồi nhiều khi nó còn có giá hơn nữa cho nên là mình đang nói tới cái những cái dòng mà công nghệ cho nên là mình phải đưa ra cái xuất xưởng là sao để mọi người biết rằng cái giá trị của nó có những cái con laptop quá trời những con laptop từ 2019 tới bây giờ à, lúc xuất xưởng nó cũng bình thường thôi nó cũng rẻ thôi nhưng mà tại sao cái thời điểm đó những cái dòng này nó lại đắt là mình chỉ muốn mọi người là hiểu như vậy thôi là cho nên mình hay đưa ra cái kiểu là à, cái đó là lúc nó xuất xưởng bao nhiêu tại vì mấy nhật mà ở Việt Nam đâu có tiền đâu hồi lúc mà nó mới xuất xưởng ra mà đâu có tiền đâu mua thì mình phải tìm hiểu tìm hiểu thì mình nói cho mọi người biết cho nên là à, nhiều khách mình cũng không hiểu nữa nhưng mà nhiều người rất là khó chịu khi mình nói cái chuyện là xuất xưởng nó xuất xưởng thực sự là nó như vậy đó mọi người thực sự là nó cao như vậy màn hình là Full HD nha. 1920 x 1080 này cảm ứng rất là mượt Gen 8 thì quá thoải mái rồi mọi người Văn phòng là thoải mái Máy đẹp mỏng dánh luôn nè Chỉ có là một ký một ký màu xanh đặc trưng của Dynabook Đây ha, phím là tuy rằng nó có bóng một vài ký tự Nó cũng không ảnh hưởng nhiều Nhưng mà như vậy là cũng còn sạch sẽ và đẹp á mọi người Màu xanh đặc trưng của Dynabook Cái màu xanh rất là sang y5 nè ren 8 ha bàn rê chuột đẹp nói chung là cái phần này là mình ngồi mình cũng lựa mình cảm thấy là nó đẹp á mọi người uh, view lên cho mọi người và pin trâu pin trên 3 giờ mọi người thoải mái Uh, sạc của nó là sạc tai xi nha, cái ngõ tai xi này đồng thời là cái ngõ thun bó luôn chứ không phải là sạc tai xi rồi thôi. Nó có chức năng là ra, nó giống như như mắt bút vậy đó là nó ra nhiều uh, ví dụ như là ngõ này, ngõ kia rồi dạy ngõ mạng LAN rồi HDMI rồi uh, ra nhiều ngõ tai xi là hoặc là ra nhiều ngõ USB, có nghĩa là một số máy chỉ có chức năng sạc thôi hoặc là chức năng là truyền dữ liệu nhưng mà không có chức năng thun bót thun là rất là cao giống như hôm trước mình có bán một số màn hình nó là chỉ có những dòng đời cao á những cái dòng có thun bót thì mới xuất ra được thì đây là nằm trong những cái dòng là như vậy nha mọi người một số đeo hp đời mới ngay cả hôm bữa khách của mình lấy một cái con te gì đó của thinh bắc mà thế hệ 10, 11 á vẫn không xuất ra được cho nên là đây là mình nói là để mọi người tham khảo thêm thun bót những cái máy có chức năng thun bót là sao à, nó giống như bắt bút vậy đó nó thoải mái lắm bên này là nút nguồn và có ngõ usb ha máy là chất lượng cực kỳ luôn và mình báo giá mọi người chỉ có 4 triệu chín thôi hoàn hảo không có lỗi làm gì hết à, dán phím dán phím rất là đẹp đây mọi người một cái con máy mà mình đã dán phím cho khách rồi ngày mai gửi cho khách đó. thì mình à, sau khi dán phím mình sẽ như thế này nếu mà mọi người không biết dán thì mình sẽ dán cho mọi người đây là che những cái tự nhật đi và những cái tự quốc tế nó sẽ gọn gàng hơn và cái phím của mình thì nó đẹp hơn là như thế này ha tại vì mình quay như thế một số khách không biết sau khi dán phím như thế nào thì nó sẽ như thế này à, như vậy thôi rồi cảm ơn mọi người nhiều ai chốt thì inbox mình pin thì trên 3 giờ nha mọi người cảm ứng mượt mà chất lượng quá trời